cạnh nhau. Thì lúc này là cô gái đã nằm bất động rồi, là cô gái đang chết. Đâu có, nhúc nhích mà. Ta thở thì không để ý. Thì ý là là chứ này chảy mồ hôi nữa mà nóng quá chị mà. Ý tưởng của cái đoạn này là gì ạ? Ý tưởng tìm thấy nhau rồi đang nằm phơi xương ra. Tìm đến nhau rồi thì mình hãy hoang lạc đi. Nhưng mà nằm đối đầu với nhau. Chứ không phải tại sao tại không vì người ta vẫn là ma mà, người ta chưa có thành người mà. Là thằng mình này nó cố gắng nó nhìn nhỏ này mà nhỏ này không thèm nhìn mình luôn. Là bị bơ á. Bị bơ. Bơ là dòng dơ bị bơ. Nó nhìn nó là em. Anh mặc đồ đen này, em nghĩ tại vì anh nói là mặc đồ đen là sống dơ còn gì. Xuống dưới màu đen để cho mình trà trộn. À, chứ không phải là mình sống dơ hả? À, anh hiểu rồi. Anh hiểu, lỗi do em, lỗi do em. Ok, bây giờ cho em đến đoạn cuối cùng, đoạn rất là thú vị. Và điểm nhấn, hôm qua anh bảo là điểm nhấn cho cái MV này đó là 3 phút 58 đến 4 phút 22 ạ. Đoạn của anh BB Trần. Và lý do là tại sao lại là anh BB Trần? Nói rồi tại vì cái đó thì yêu không được. Ủa, quay đầu lại mà. Sao lại là em? Nhưng mà thấy anh đi sao đi là thể là em. Ê không, em nhớ câu chuyện qua. Đang quay cho anh hôn vô muốn chết đâu. Đi tới quỷ tại sao? Đúng. Anh chối. Nhưng mà em tưởng là cái mặt nạ đấy đó là quỷ tại sao? Tại sao mặt anh BB Trần lúc đó là người sáng sủa đây mà. Giấu dài thôi chứ chưa có phải là quỷ dài xa. À, lại ý. Khi mà đối mặt. Trời ơi, nhỏ này nó hổn kìa. Có nghĩa là nó đối mặt lại thì mình mới cái người phụ nữ mà mình yêu mới biến thành quỷ. Cái câu chuyện thì truyền thuyết vậy. Anh đấy. Không nói BB là quỷ đâu. Hết đâu vậy? BB bị dụ. Bị dụ à. Bị dụ vô đóng, anh nói anh chỉ nói đơn giản BB em đóng giùm anh một cái cảnh khúc cuối hơi dễ thương lắm, xuất hiện cái dễ thương lắm. Xong cái BB ok xong đã quay 2 tiếng đi về. BB đâu biết là dựng lên thành vậy đâu. Anh BB nếu mà có xem thì mình cũng hiểu được là cái tâm can, cái nhân cách của người bạn mình nó tốt và trong sáng như chiếc áo trắng này như thế nào. Bực quá trời kìa. Nó bực quá. Xong nói câu gì cuối nhỉ? Em nghe không rõ tại vì nó tiếng Sài Gòn. Để tăng view cho anh hơn. À, mình bật lại một chút được không ạ? Chỉ là 2 giây cuối cùng đấy ạ. Chỉ cần 2 giây cuối cùng đấy ạ. Mọi người có nghe ra chữ gì không ạ? Thật sự là mình không nghe được tại vì là mình nghe tiếng Sài Gòn nó hơi khó. Anh chối. Chối trả tiền em đi đâu đi. Thôi. Mà còn một vấn đề nữa nhá. Chưa được này. Các bạn editor bạn đó tô đậm cái chữ âm thanh nó lên. Đúng rồi, cái cuối voi nó hơi to. Nhưng mà có một vấn đề nữa em hỏi đó là trong xuyên suốt cái MV này thì hình ảnh nhân vật nữ ấy, thì anh đang hướng đến là anh BB Trần đúng không? Kiểu như là anh đang gọi là coi như đấy là bí ẩn là anh BB Trần đang xuất hiện trong suốt cái MV này. Nhưng mà tại sao mình không cố gắng là mình vẽ hình xăm cho giống để đến đoạn cuối? Của vẽ thì người ta biết liền. Nên anh chỉ muốn là BB xuất hiện. À mọi người ơi, mọi người thấy vậy thôi chứ thật ra là cái bạn mà từ đầu tới cuối là một bạn người mẫu khác. À, hôm qua cũng đã xuất hiện trong họp báo đúng không? Bé đó rất là cao, cao y chang BB Trần luôn. Ừ. Kiếm một người mà y chang BB Trần để mà quay rất là khó nha. Không có một người phụ nữ nào mà cao mà cái vai xương nó phải rộng nữa. Chứ cao thì cũng nhiều lắm, chị Thanh Hằng cũng cao mà. Nhưng mà không có tiền mướn. Nhưng mà bé này là cao lắm. Bé này 1m85 luôn. Em đứng chắc tới nách. Tôi đi quay với bé đó là Trung phải phải đứng xa xíu, bạn nó đứng xa mới thấy bằng bằng. Không có cảnh nào mà đứng cái bên thấy không? Rất nên là BB là chỉ có khúc cuối xuất hiện thôi. BB là như khách mời, tự nhiên rất là bận nên chỉ mời BB đúng cái khúc cuối thôi. Thì cũng nhờ như vậy nên mọi người khúc đầu không nhận ra BB. Không nhận như khúc sau. Hỏi sao mà trong cái teaser hình của anh thì là có cái hình nữ chính đeo mặt nạ, sao anh bảo là đoán xem là nữ chính là ai đúng không? Đấy, em rất quan tâm đến cái sâu sổ của anh luôn á. Bây giờ mọi người, tại vì mọi người rất là băn khoăn hỏi là tại sao hình ảnh anh BB Trần thì xăm kín người, còn trong suốt MV thì lại không có hình xăm á. Thì bây giờ mọi người đã hiểu rồi đúng không? Là một người khác. Có phải là bởi vì một phần nữa là hình xăm này á, khi mà lên á thì anh có sợ là sẽ bị cục mác kiểu 16 cộng hay là gì không? No, tôi đâu có nghĩ gì đâu, hình xăm giờ nó cũng rất là đẹp mà. À. Có lên TV, HTV hay là những đài truyền hình quốc gia. Thì lỡ đâu mà bài hot được lên thì sao? Thì đoạn đấy thì anh phải tô mờ đi à? Cắt luôn. À. Cắt. Mọi người nghĩ sao khúc này mà lên TV được? Khúc này chỉ bị hai đài xin cho vui thôi. Khúc này mà lên TV là bị cắt chắc rồi, không phải hình xăm là cái câu cuối cùng á. À, câu cuối cùng á hả? Thôi, câu cuối cùng anh sẽ dựng để BB nhưng mà sẽ cắt cái chữ chó. Có chữ chó hả? Em tưởng nghe ra chữ gió. Quay cực như gió, người Bắc có câu thành ngữ đó hả? Kiểu là quay nhanh, quá chóng vánh quá ấy.
quay cực mà quay nhanh. Ờ đúng rồi, kiểu chỉ trong 2 tiếng mà vừa cực vừa nhanh á, mình chưa kịp cảm nhận được cái vai diễn. Em có mâu thuẫn quá không? Thì ngoài Bắc người ta hay xài mấy câu đó. Người Bắc là những người mâu thuẫn như em. Dạ. Em đừng đánh đồng như vậy, tại anh gặp rất là nhiều người Bắc rất là thấu tình đạt lý. Ờ thì kiểu giống như là mâu thuẫn giống như đội cái mặt nạ ấy, lúc thế này lúc thế kia. Em bắt đầu sai. Bây giờ mình sẽ đọc một vài comment của các bạn nhá. Mọi người toàn bảo là cái view thôi. Và mọi người có một bạn hỏi là à, Jun năm nay 30 đúng không ạ? Vừa mới chớm thôi mà. Vừa mới có một ngày thôi. Anh cảm nhận thế nào khi mà mình có một cái số 3 nữa chứ? Anh cảm thấy rất là vui. Vui à, ai sợ già chứ Jun phải không sợ già nha. Tôi cứ lặp đi lặp lại, uống cái người mà sợ già là người không bao giờ có cái chữ 30 trong tất cả các bài báo hay là trên Tết. Nhưng mà tôi cứ viết chữ 30 hoài, tại vì tôi rất là hưng phấn vì mình già. Tại sao? Hưng phấn vì mình già? Không biết nữa, chắc là tại vì suốt cuộc đời ghê quá. Suốt cái sự nghiệp của tôi 10 năm nay á, tôi luôn luôn bị gắn mác là trẻ. Bị gắn mác là trẻ? Lúc đầu thì vui lắm nha mọi người. Mọi người thấy vậy thôi, nó có cái lợi và có hại á. Lại là mình luôn luôn trẻ và luôn luôn tươi mới trong cái mỗi lần ai cũng có mình dễ thương. À, ai cũng trẻ đúng không? Nhưng mà rất là khó nhận những cái vai, tại vì tôi rất là thích đóng vai, đóng phim. Mà lúc nào tôi cũng nhận cái đạo diễn hay gửi cho tôi kịch bản nhiều lắm. Mọi người hỏi là tại sao tôi ít đóng phim, là tại vì toàn là gửi cho tôi đóng phim lúc 18 tuổi, 17 tuổi, 19 tuổi không à. Mà bản thân mình thì mình rất là muốn trải nghiệm những cái gì nó mới mẻ hơn và nó góc cạnh hơn á. Nên đa số là mình thường từ chối hai cái phim mà tôi nhận. Mà giống như bây giờ phim Cô Thắm Về Làng á, thằng Út Kiệm nó hồi xưa nó 17 tuổi thì lúc đó tôi 24 tuổi tôi nhận. Bây giờ cái phim đó là phần nào cũng đóng, có nghĩa là mỗi năm đều đóng, nó lớn hơn con tuổi à. Tới bây giờ là năm thứ 5 rồi nè, cũng vừa mới gửi kịch bản nè, có nghĩa là 17 cộng 5 nó mới có 22 à. Mà mặt chun nó thì ra chục rồi, nói đầu ngay thì nó cũng có nếp nhăn á mọi người, cười lên là thấy nếp nhăn muốn xỉu luôn. Trong này cũng có tiếng hỏi anh về cái nếp nhăn lúc đầu á, nhưng mà em nghĩ thế mở đầu thì hơi ác. Thế em để anh tự khai luôn nè. À rồi bé sao cũng vậy luôn, hai đứa cảm thấy là tập phần 4 vừa rồi hai đứa y như là quỷ. Con số già quá mà nói chuyện dễ thương á. Khó con lắm em, giống như hồi nãy em thấy không? Không, em thấy mọi người thấy dễ thương không ạ? À? Em thấy bình thường mà đúng không? Cái đoạn mà nói chuyện kiếp kiếp quá kawaii á. Không có kawaii gì hết trơn á, kawaii kỳ thì có. Nó rất là kỳ cục luôn á. Nên anh cảm thấy 30 tuổi đối với anh là một cái tuổi rất là đẹp và nó cũng là anh cảm thấy rất là thoải mái. Bây giờ tiện đang nhắc đến cái đoạn mà 30 tuổi. Không, bỏ cái đoạn 30 tuổi cho anh đỡ đau buồn đi. Là cái đoạn mà anh đâu đau buồn đâu, anh vui buồn. Vui thì anh vui. Thì nói thế thôi. Thì là mình đang nói đến anh BB Trần đúng không? Ừ. Thì là cái đoạn này em cảm thấy như là một cái vai diễn nó rất là chóng vánh và rất là kiểu là qua đi như một cơn gió vậy. Cơn gió qua cực như gió ấy. Không biết là đây có phải là anh BB Trần chủ động liên hệ để no, có cái vai diễn này không? Đúng. Anh BB Trần nó có hèn như vậy em. Nó cũng bận lắm đó bộ. BB Trần giờ nhiều show lắm mọi người ơi, thánh chơi dơ nhưng mà rất là nhiều show. Thế là mình đã mời anh BB Trần vào thế. Dĩ nhiên cái gì mình cũng phải mời chứ đâu, tự nhiên cắt C mình cũng cao nhỉ. Nói chung là cắt C anh em. Cắt C anh em à? Ừ. Ok thì bây giờ